Chủ tiệm vàng kể 8 giây kẻ bịt mặt lao vào cướp trang sức. Nghi phạm sát hại người phụ nữ Bình Dương bị bắt. Trung tá cảnh sát giao thông bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời. Ngư dân Quảng Nam kể lại 38 giờ kinh hoàng lênh đênh trên biển. Cháu sát hại cô ruột rồi cầm dao đến công an đầu thú. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Vừa rồi là một số các thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, mới đây, trên địa bàn thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh vừa xảy ra một vụ cướp tiệm vàng vô cùng táo tợn. Theo lời kể của chủ tiệm vàng, tên cướp tỏ ra rất hung hăng. Sự việc chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 8 giây, khiến người này không kịp trở tay. Theo đó, bà Lê Thị Thu Huyền, chủ tiệm vàng cho biết, đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tiệm vàng gia đình bị cướp. Tối 17 tháng 4, sau bữa cơm, vợ chồng bà Huyền lên tầng 2 nghỉ ngơi. Ở tầng 1, chỉ còn cô con gái 23 tuổi ngồi lại làm việc. Bà Huyền kể, hai vợ chồng đang nghỉ ngơi thì nghe nhiều tiếng đập mạnh vào cửa kính, kèm giọng con gái hô hoán, nên chạy xuống mới biết tiệm vàng bị cướp. Tên cướp đập vỡ tủ kính dày 1cm và tẩu thoát quá nhanh. Con gái tôi đã đuổi theo, dùng điều khiển TV ném vào tên cướp, hô hoán chặn bắt nhưng không kịp. Nữ chủ tiệm vàng cho biết, ngày thường cửa tiệm dừng đón khách và đóng cửa vào 18 giờ. Song tối xảy ra vụ việc, cô con gái nói sẽ phụ giúp dán tem vàng, nên bà chỉ khép cửa bên ngoài, rồi vào nhà nghỉ ngơi. Theo bà Huyền, tên cướp đã lấy đi nhiều kiềng vàng, số lượng cụ thể gia đình đang thống kê để trình báo cơ quan chức năng. Gia chủ cũng gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an đã triển khai vây bắt sớm nghi phạm. Nhớ lại vụ cướp tiệm vàng, một người dân sống cạnh tiệm vàng cho biết, thời điểm đó thấy chiếc xe biển số bị che mờ, dừng ngược đường trước tiệm vàng nhưng không nghĩ là tên cướp. Người đàn ông kể lại, lúc nghe thấy tiếng đập mạnh bên tiệm vàng, ông nghĩ vợ chồng họ xích mích nên không ra xem. Khi nghe hô hoán có cướp thì thấy nghi phạm đã lên xe chạy mất. Sau vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với công an triển khai lực lượng truy bắt tên cướp. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4, đối tượng Nguyễn Minh Toàn, sinh năm 1994, trú tại xã Thạch Trùng, thành phố Hà Tĩnh, là nghi phạm gây ra vụ cướp, bị cảnh sát lần ra hành tung, bắt giữ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tiến hành khám xét, công an thu giữ 16 vòng kiềng bằng vàng, có trị giá khoảng 190 triệu đồng, một xe ô tô biển kiểm soát 38A-11380, cùng tài liệu tang vật liên quan đến vụ án. Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận do chơi bời đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả, nên chiều tối 17 tháng 4, Toàn nảy sinh ý định cướp tài sản, bán lấy tiền trả nợ. Theo lời khai của nghi phạm, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 17 tháng 4, khi đi qua cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Sơn Hiền, thấy chủ tiệm sơ ý, Toàn chạy xe đến khu vực vắng vẻ, dùng băng dính che biển số xe. Sau đó, Toàn điều khiển xe dừng trước cửa tiệm vàng, dùng búa lao vào tiệm vàng, đập vỡ kính tủ, lấy một số vàng tại tiệm rồi nhanh chóng lên xe ô tô bỏ trốn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ việc một người phụ nữ tử vong thương tâm do bị đối tượng lạ mặt dùng hung khí tấn công trên đường xảy ra vào tối 17 tháng 4 vừa qua. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ thành công nghi phạm vụ việc nói trên. Bước đầu, nghi phạm được xác định là Huỳnh Ngọc Trần, 56 tuổi, quê Cà Mau. Hiện nghi phạm đang được di lý về Bình Dương để tiếp tục điều tra. Theo thông tin ban đầu, sau khi gây án, Trần bỏ trốn về quê, nhưng khi đi trên quốc lộ 13, đoạn qua huyện Cai Lậy, Tiền Giang, thì bị các trinh sát bắt giữ. Trước đó đêm 17 tháng 4, bà PNL, 52 tuổi, được phát hiện ngã gục trên đường số 9 thuộc khu công nghiệp Sóng Thần, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, trong trạng thái bị thương nặng. Ngay lập tức, người phụ nữ được người dân địa phương đưa đi cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi. Theo gia đình nạn nhân, bà L đã ly hôn và đang sống cùng con trai tại một chung cư ở thành phố Dĩ An. Nguyên nhân về vụ việc này vẫn chưa được cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương thông tin chính thức. Sáng 18 tháng 4, đại diện công an tỉnh Lào Cai cho biết do vết thương quá nặng, vào lúc 11 giờ 55 phút ngày 15 tháng 4, Trung tá Quách Văn Trường, Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã qua đời sau một thời gian dài chữa trị. Trung tá Trường là cán bộ cảnh sát giao thông bị đối tượng Kiều Tiến Tâm, sinh năm 1994, điều khiển xe máy đâm trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ vào tối 6 tháng 2 năm 2023. Theo đó,
Vào lúc 6 giờ 30 ngày 17 tháng 4, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu Trung tá Quách Văn Trường tại nhà riêng theo nghi lễ Công an Nhân dân. Theo Công an tỉnh Lào Cai, Trung tá Quách Văn Trường, sinh năm 1983, quê Ninh Bình, đã có 21 năm học tập, công tác, chiến đấu trong lực lượng Công an Nhân dân, luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Với những cống hiến, thành tích đã đạt được, Trung tá Trường được tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 2, nhiều bằng khen của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và nhiều giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Trước đó vào tối 6 tháng 2 năm 2023, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Cơ động và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại đại lộ Trần Hưng Đạo, quốc lộ 4E, địa phận phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. Khoảng 21 giờ, tổ công tác phát hiện Kiều Tiến Tâm điều khiển xe máy tốc độ cao. Trung tá Quách Văn Trường, tổ trưởng, ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tâm không chấp hành mà tăng ga nhằm vượt chốt kiểm tra, tông thẳng xe vào người Trung tá Trường. Cú tông khiến chiến sĩ cảnh sát bị trọng thương. Qua kiểm tra, tài xế 29 tuổi có nồng độ cồn là 0,303mg trên lít khí thở. Ngày 13 tháng 2 năm 2023, Công an thành phố Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án. Ngày 15 tháng 2 năm 2023, Công an thành phố Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can đối với Kiều Tiến Tâm về tội giết người. Thưa quý vị, những ngày qua, câu chuyện về ngư dân Hoàng Minh Nhơn, 26 tuổi, sống sót kỳ diệu sau 38 giờ bơi giữa biển khơi, khiến làng quê Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam xôn xao. Ai nấy đều thán phục trước nghị lực sinh tồn phi thường của chàng trai trẻ. Nhớ lại chuyến đi biển kinh hoàng, Nhơn kể, khoảng 21 giờ ngày 3 tháng 3, một cơn sóng lớn bất ngờ đánh úp chiếc thúng, khiến Nhơn và toàn bộ đồ đạc bị rơi xuống biển. Nhơn chui ra ngoài, cố hết sức lật chiếc thúng lên nhưng không được. Anh Nhơn nhớ lại, trước khi chiếc thúng chìm hẳn, anh chỉ kịp chụp được chiếc áo phao đã bị cắt một nửa và cục phao định dạng đeo trên người. Anh cố bơi theo ánh sáng lờ mờ phía xa để hy vọng có tàu thuyền nhìn thấy cứu giúp. Gần 2 ngày lênh đênh trên biển, chàng trai ngư dân 26 tuổi cố tìm kiếm sự trợ giúp nhưng đều vô vọng. Chiếc tàu thứ nhất, thứ hai, rồi chiếc tàu thứ ba cứ thế lướt qua nhưng vẫn không nhìn thấy Nhơn. Không bỏ cuộc, Nhơn tiếp tục vật lộn với những cơn sóng dữ để giành lại sự sống cho mình. Anh Nhơn kể, suốt gần 2 ngày đêm trôi trên biển, chân tay anh tê cóng, tím tái vì lạnh. Do không có gì để bám víu nên em phải bơi liên tục, cả người rã rời. Đói thì có thể chịu được, nhưng cơn khát khiến cổ họng bỏng rát. Em đành phải uống nước biển, nhưng cứ uống vào được ngụm nào lại ói ra hết. Khi đêm xuống, dù rất buồn ngủ, nhưng anh không dám chợp mắt vì sợ thả tay ra khỏi phao sẽ bị chìm xuống biển ngay. Có lúc quá kiệt sức, anh cũng nghĩ đến việc buông xuôi rồi, nhưng nghĩ về gia đình, cha mẹ, chàng ngư dân trẻ lại kiên trì bám chặt lấy phao để bơi tiếp. Và không ngoài mong đợi, đến 11 giờ trưa ngày 5 tháng 3, một tàu cá Bình Định đi ngang qua đã phát hiện và vớt được Nhơn. Sau khi được vớt lên bờ, chàng thanh niên cố dùng chút sức còn lại viết tên tuổi, số hiệu liên lạc tàu của mình rồi ngất lịm. Vào khoảng 1 giờ 30 ngày 7 tháng 3, lực lượng cứu nạn hàng hải cùng đội ngũ y tế bác sĩ đã tiếp cận tàu QNA 94916TS. Sức khỏe nạn nhân lúc này nguy kịch do bị đa chấn thương, suy hô hấp, kiệt sức, không phản ứng với các biện pháp kiểm tra lâm sàng. Sau khi trải qua ca cấp cứu, Nhân tiếp tục được chuyển lên tàu SR-412 để được chăm sóc y tế đặc biệt và khẩn trương đưa về bờ. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình sẽ là phần tin tức an ninh trật tự quan trọng mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Sáng 18 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Trường, sinh năm 1990, trú ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, để tiếp tục điều tra về hành vi sát hại người khác. Theo thông tin điều tra ban đầu, do mâu thuẫn đất đai giữa gia đình Trường và bà Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1956, cô ruột Trường, nhà sát vách với nhà Trường. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4, sau khi đi nhậu về nhà, Trường nghe thấy bà Tuyết chửi gia đình Trường. Lúc này, Trường tức giận đi vào bếp, lấy một cây dao cầm trên tay, đi qua nhà bà Tuyết. Thấy bà Tuyết đang nằm trên võng chửi, Trường dùng dao tấn công bà Tuyết, rồi đem cây dao gây án đến công an xã Bình Hòa, huyện Châu Thành đầu thú. Bà Tuyết được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, bà Tuyết đã tử vong ngay trong đêm. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Thông tin từ lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đang tìm kiếm hai người mất tích trong vụ lốc xoáy xảy ra trên địa bàn tối qua, 17 tháng 4.
Tại thời điểm tai nạn, 5 người cùng chú bản Diền Thàng, xã Nậm Trà đang đi thuyền trên lòng hồ thủy điện Sơn La từ nhánh chính sông Đà về bến Diền Thàng. Khi tới bản Co Lẹ, xã Nậm Mạ, Lai Châu thì gặp mưa lớn kèm lốc xoáy làm lật thuyền. Cả 5 người rơi xuống sông thì 3 người thoát nạn, 2 người còn lại là Lý Thị Gầy và Lý Thị Quấy mất tích. Được biết, trận lốc xoáy tối qua rất mạnh, thuyền gặp nạn là loại thuyền chở sắn, trọng tải vài chục tấn mà vẫn bị lật. Huyện Sìn Hồ đã huy động lực lượng gồm công an, quân sự, y tế cùng người dân các bản tìm kiếm từ tối qua đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân. Ngày 18 tháng 4, Công an phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, Quảng Trị cho biết vừa phát hiện một nam thanh niên đã tử vong sau 2 ngày bỏ nhà ra đi. Theo đó, lúc 6 giờ 45 phút cùng ngày, người dân phát hiện một nam giới đã tử vong bên bờ sông Vĩnh Phước, khối phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương. Nhận tin báo, lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, xác nhận nạn nhân là TKL, sinh năm 2006, trú thôn Phú Mỹ Kiền, xã Triệu Giàng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Được biết, L bỏ nhà đi khoảng 14 giờ ngày 16 tháng 4. Sau đó lúc 18 giờ cùng ngày, người dân phát hiện có người quyên sinh ở cầu Lai Phước Mới và trình báo công an huyện Triệu Phong. Nhận tin báo, gia đình nghi ngờ L là người đã làm điều dại dột ở cầu nên tổ chức tìm kiếm trên sông. Đến sáng nay, phát hiện được nạn nhân. Ngày 18 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Đà Nẵng với số lượng lớn. Trước đó, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện đường dây ma túy hoạt động quy mô liên tỉnh nên xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra, ban chuyên án phát hiện Phan Minh Trung, 34 tuổi, trú phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, có nhiều nghi vấn. Theo đó, đối tượng thường xuyên di chuyển, lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ ở Huế và Đà Nẵng và liên hệ với người tên DQC với tần suất cao. Ngày 14 tháng 3, tại khu vực bến xe trung tâm Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 và các đơn vị chức năng bắt quả tang Trung vừa vận chuyển lượng lớn ma túy vào Đà Nẵng. Lực lượng chức năng thu giữ 3 kg ma túy dạng đá được ngụy trang trong những túi chè khô. Tiếp tục đấu tranh, ban chuyên án xác định có một kiện hàng nghi có ma túy từ nước ngoài sắp được gửi về cho Trung. Trưa 18 tháng 3, tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, cảnh sát giam giữ kiện hàng này phát hiện bên trong có 12.000 viên ma túy dạng thuốc lắc nặng khoảng 1,5 kg. Tổng trọng lượng của số ma túy đá và ma túy dạng thuốc lắc lực lượng chức năng thu giữ trong chuyên án là khoảng 4,5 kg. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Cục Cảnh sát ma túy, Bộ Công an và các đơn vị khác mở rộng đấu tranh, làm rõ các đối tượng khác liên quan. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng theo dõi một số các tin tức xã hội quan trọng. Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua đã gây hạn hán tại nhiều cánh đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Bà con nông dân đang nơm nớp lo sợ thiếu nước trầm trọng, khiến nhiều diện tích cây trồng có nguy cơ mất mùa. Cánh đồng xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, thời điểm này hầu hết diện tích lúa đang bước vào thời kỳ làm đồng. Đây là giai đoạn sinh trưởng, phát triển quan trọng, đòi hỏi phải có đủ nước để cây lúa tích lũy được nhiều chất dinh dưỡng cho hạt thóc chắc mẩy và quyết định đến sản lượng của vụ mùa. Dưới thời tiết nắng nóng 34 đến 35 độ C, bà con nông dân ở các bản của xã Phúc Than đang hối hả ra đồng lấy nước vào ruộng. Vụ đông xuân năm nay, thời tiết khô hạn kéo dài khiến nhiều diện tích ruộng bị nứt nẻ. Nhiều diện tích lúa đã ngả màu úa vàng và có biểu hiện chết do khô hạn. Một người nông dân ở bản Nà Sa, xã Phúc Than, huyện Than Uyên cho biết, gia đình ông trồng hơn 5 sào lúa. Mọi năm, sản lượng được gần 1 tấn thóc khô, còn năm nay hạn hán nên chưa biết ra sao. Để cứu vãn diện tích lúa nứt nẻ của gia đình, hai vợ chồng ông đã thức suốt đêm để đi lấy nước vào ruộng, nhưng đến sáng vẫn chưa có nước. Phần ruộng của gia đình trưởng bản Nà Khù, xã Phúc Than cũng đang trong thời kỳ làm đồng và chỉ khoảng 20 ngày nữa là trổ bông. Thế nhưng 1/3 diện tích lúa của gia đình và ruộng của bà con trong bản nay đã khô hạn. Vì vậy, nhiều ngày nay, ngày nào ông cũng cùng bà con có mặt ngoài đồng để trực lấy nước vào ruộng. Vụ đông xuân này, xã Phúc Than, huyện Than Uyên gieo cấy hơn 320 ha với các giống lúa chính, sáng củ, nếp, đại dương, bắc hương, bắc thơm, hà phát, tẻ dâu. Đa phần lúa của bà con thuộc quy hoạch diện tích lúa hàng hóa tập trung là nguồn thu nhập chính của các hộ gia đình, nên nếu mất mùa sẽ ảnh hưởng lớn tới đời sống của nhiều hộ dân. Trước tình hình đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành của huyện và Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn
tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân duy tu, sửa chữa, nạo vét các tuyến kênh mương thủy lợi để đảm bảo nước phục vụ tưới tiêu. Hai là vận động bà con nhân dân sử dụng tiết kiệm nguồn nước, chia sẻ nguồn nước với nhau để đảm bảo hài hòa tưới tiêu ở các vùng sản xuất cho cây trồng phát triển. Thưa quý vị, sau loạt ồn ào tài khoản bị khóa, nam em chính thức tái xuất showbiz. Trong buổi livestream mới nhất của mình, nam em đã tiết lộ lý do không thể rời xa chồng sắp cưới, mặc kệ việc bị cộng đồng mạng khuyên chia tay. Theo đó, nam em tiết lộ từ sau khi cô từ bỏ công việc tại Thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt sống cùng chồng sắp cưới, cô gặp khá nhiều biến cố về mặt tài chính. Cô phải đền một hợp đồng quảng cáo trị giá vài trăm triệu, nhưng người đẹp quê Tiền Giang không có tiền trả. Bạn trai là người thay thế cô thanh toán số tiền này cho đối tác. Nam em cho biết cô đã hết tiền nên chồng sắp cưới là người trụ cột gia đình, cả hai tập trung kinh doanh để kiếm tiền trở lại. Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long nói cô không thể chia tay bạn trai vì anh đối xử với cô quá tốt, là một người chồng lý tưởng. Nam em nói trên livestream, bạn trai không những kiếm tiền mà còn nấu ăn cho cô. Tính ra sau này, bạn trai cô mà có nhiều tiền là tự động trở thành một người chồng quốc dân. Chẳng qua, giờ người này còn ít tiền trong túi nên mới bị cư dân mạng coi thường. Hiện tại, nam em đang ngừng toàn bộ hoạt động ca hát vì liên tục bị hủy show. Trong thời gian qua, việc livestream giao lưu với khán giả và đề cập đến một số chuyện đời tư của người khác đã khiến người đẹp quê Tiền Giang bị phạt 2 lần với số tiền tổng cộng gần 50 triệu đồng. Sau khi trở về, nam em vẫn tiếp tục livestream nhưng chủ yếu đề cập đến công việc và cuộc sống hiện tại của mình tại Đà Lạt. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like, subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!